Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video này em sẽ giới thiệu đến các bác một mẫu xe đua cam FRC85, một mẫu xe mang thương hiệu của Mỹ, được trang bị bộ chuyển động Shimano Sora. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Khung của chiếc xe là khung thép. Nước sơn này là nước sơn nguyên bản. Xe thì còn khá là mới, chỉ có một vài vết xước nhỏ do quá trình sử dụng cũng như là xe bãi thì không thể tránh khỏi. Tất cả đồ vẫn là đồ nguyên bản của chính hãng của nó. Bộ tay lắc Sora, phanh ba mảnh, vành cao bản, túi chụp rỗng, bộ chuyển động Shimano Sora, gạt đĩa đề ra. Bây giờ sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Chiếc xe có size tính từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 47 cm, từ khóa cọc yên đến tâm phổ phốt là 51 cm. Chiếc xe phù hợp cho các bác từ khoảng 1m6 trên 1m7 đi được phù hợp. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề này, các bác ấn mũi tên chọn xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Trang bị 9 tầng lít, 2 tầng đĩa, có 18 cúp tụ. Chuyển động vật mà phát nào lên phát đấy. Máy đi vòng. Rất là mượt mà. Chiếc xe đang có giá bán rất tốt bên em là 7,9 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943 để nhân viên bên em tư vấn. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh cộng ấn chuông để theo dõi được những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh hàng ngày. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.